một buổi sáng cuối tuần bình yên của gia đình Mai. Trước kia phải trốn các con để đi hẹn hò cùng chồng, giờ thì không cần trốn, rủ muốn gãy lưỡi các con cũng không có chịu đi cùng. Hôm nay mời mọi người cùng Mai đi hẹn hò cuối tuần cùng chồng nha. Hello, xin chào cả nhà, xin chào các cô chính chị và các bạn. Đây là hôm nay office của Mai nè. Mai khoe với mọi người một chút xíu. Tại vì hôm qua mọi người nhớ Mai mua được cái nón 12 đồng ở Costco không? Thì hôm nay Mai sẽ đổi cái nón đó. Mặc đầm maxi. Xinh không? Cũng xinh ha cả nhà. Thay đổi phong cách một chút xíu. Đó, cũng dễ thương. Chồng Mai thấy Mai đổi nón, chồng Mai nói ơi nhìn dễ thương quá. Anh cũng sẽ đổi nón của anh, mắc cười với cái nón mà ông mua ở Texas đó cô chú anh chị. Đó, cũng được ha. Đó, cũng rất là phong cách. Dễ thương quá. 12 đồng ở Costco nha cô chú anh chị nào. Ở gần Costco chạy vô mua đổi giống Mai cho vui nè. Rồi mình rủ nhau thì ăn đi uống ha. Tinh tinh tinh. Mở đầu ngày mới, ăn diện xinh đẹp, ngắm hoa mình tự trồng, chuẩn bị lại được chồng đưa đi ăn lẩu. Tự nhiên thấy ngày hôm nay tàn niềm vui ha cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng Mai vào trong trung tâm có việc mà tính là sẽ đi ăn lẩu, mà rủ hai đứa nhỏ nhà Mai tụi nó không chịu đi. Đúng là lớn rồi không muốn đi cùng ba mẹ, nên thôi Mai sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các con trước, sau đó thì mình mới đi ha. Hôm nay thì Mai sẽ nấu thử lẩu tại gia này xem có ngon không. Để Mai khui cái này ra cho mọi người cùng xem nha. Thử coi trong này nó có cái gì. Thì ra trong này có một cây tàu hũ. Tàu hũ này là sun tofu, tàu hũ mềm ha. Nước rau củ roasted with. Rồi mấy cái nối gia vị nè cô chú anh chị. Thì ra đơn giản vậy thôi. Những cái topping là mình phải tự bỏ vô. Là trời tôi biết rồi nha. Vậy mình có thịt bò rồi. Mình cắt sẵn thịt bò cho con Mai rồi đây. Đó. Giờ mình chuẩn bị làm một nồi lẩu rồi, chắc Mai sẽ lấy thêm thịt nguội nữa tại con Mai thích ăn thịt nguội. Con Mai thì thích ăn thịt nguội nữa nên Mai sẽ cho thêm. Hai đứa nhỏ ăn hết cả chỗ này là chuyện bình thường nha. Mai sẽ hỏi con ăn thêm tôm không để mình cho thêm vô, thành một nồi lẩu mini hơi là bị chất lượng luôn á. A few minutes later. Đây Mai đã chuẩn bị xong topping cho hai đứa nhỏ rồi, tụi nó chỉ ăn tôm, thịt bò với lại thịt hộp nên là Mai không có để nhiều, chỉ để 3 phần này thôi ha. Đây bây giờ là hai thực khách của Mai sẽ ngồi ở đây. Có cái lẩu này cũng tiện ha. Cái lẩu mà hai người ăn một người ăn gì nè. Nó nhanh sôi lắm cô chính chị, mẹ mới bỏ vô mà nó thấy nghe tiếng nước rồi đó. Cái nồi nhỏ xíu như này, những hai người ăn là vừa xinh nha. Nước lẩu sôi rồi, mẹ sẽ cho topping vào. Để các con tự ăn, Mai không yên tâm, sợ hai bả lây hoay lại phỏng ra thì khổ hơn. Thôi thì trước khi ăn, Mai sẽ làm chân phục vụ đặc biệt để phục vụ cho hai thực khách mà không có đưa một đồng tiền bo nào đâu. Đã không tiếp mà còn rất ung dung ngồi xem điện thoại, có ghét không cả nhà? Đưa chị khiến cho em xin lỗi coi. Ngồi ăn tàu quá không? Tàu hũ ngon không? Rất là mềm đúng không? How this kid? It's so good. So good? Yeah, it tastes very Korean, authentic. Rất là ngon, giống như là cái bữa ăn truyền thống của người Hàn Quốc. Giờ tới cho thịt nguội vô ha. Cả nhà có thấy lẩu thiếu gì không? Thiếu rau, rất nhiều rau nha. Nhưng mà tụi nó không chịu ăn rau đâu cả nhà. Mì nữa hả? Từ từ đó, để cho ăn hết cái này mẹ mới biết cái mì được chứ. Giờ bỏ mì vô sao để được. Mì không có protein or anything else. Không muốn mì. Chưa. Nè, thịt bò nè. Còn chê. Bò nè, xin mời.
Rồi bây giờ mì nha. Ngon quá. Giờ tới mì. So Korean ha. Này có rau nữa, thả vô nhúng. Này một người ăn được, chứ cái kit thì là một người ăn thôi nha, chứ hai người ăn thì hơi ít. Nhưng mà con của Mai thì hai đứa nó, do là hai đứa nó nhỏ, nó nít nên thành ra hai người ăn cũng được. Này là gọi là nhà hàng phục vụ nè. Cho thêm miếng nước vô nữa. Cho nó nhiều nhiều. Tại vì cho mì này mới thấy có muối nè. Rồi xôi rồi, mì nè. Spam sắp tên rồi. Nửa thịt bò. Nửa thịt bò nữa hả? Súp nữa hả? Ok, đợi mẹ chút. That's so good. Even good. Wow. What a good day. Hai đứa nói ngồi cái trời ơi, ngày hôm nay là một ngày tôi đẹp đẹp. Mình ăn ngon. Rồi nè. Cảm ơn mẹ. Mày nó khai gọi trời. Ui. Bật nhỏ bếp lại. Am I dumb for trying to do volleyball while having an infection? I thought I was gonna be okay going like this. Mẹ sẽ bỏ thêm hộp vô. Thịt bò vô. You're also gonna touch it all good. Ngon không? Yeah. Tôm chín này nè, ăn tôm. Có vỏ không? Lật lộn với nhau. Coi bộ là hai thực khách này rất ưng bữa lẩu ngày hôm nay. Thấy đồ dọn cũng được hầm hầm rồi đó. Mẹ nó thì đứng phục vụ. Đói meo râu tại vì mẹ nó cũng chưa ăn sáng luôn của chú anh chị. Nhưng mà thôi kệ, nó đi phục vụ cho tụi nó trước đi, còn mình thì chút xíu mình đi ăn lẩu, chút xíu mình sẽ đi ăn chubby castle. Mọi người biết chubby castle ở gần nhà Mai nè. Mai bị ghiền cái lẩu đó ha. Mai nói là ăn cái lẩu đó xong rồi sẽ đi đi chợ trời sau. Mai muốn ăn lẩu thiệt là no, đi chợ trời thì chỉ có mua đồ ăn để tối mang về mình có thể ăn thêm. Tối mình ăn lẩu no rồi thì buổi chiều tối đó mình ăn ít lại chút xíu thì mình ăn bậy bạ cái này cái kia cũng được ha. Đẹp không? Đúng là nhà hàng 5 sao luôn đó, thấy không? Có hoa đẹp nè, ngồi trên counter được bầu bếp phục vụ, thấy không? Hai đứa này sướng quá. Right. Trời ơi, hai đứa này giống là đúng là thượng khách của Mai ngày hôm nay luôn mà không có được trả tiền nha. Tiền đâu? ăn miễn phí. Nó kêu con ăn miễn phí. Ở đâu ra miễn phí? Cuộc đời đẹp có gì miễn phí hết đó con. VIP cái gì? Là very impolite person hả? Nên nó là VIP, là người quan trọng, rất là quan trọng. Và dẻo nó là impolite, rất là mất lịch sự. Đó. Còn có mỗi một con tôm và một và spam thì còn nhiều. Mai cũng muốn cho tụi nó ăn tàu hũ với ăn thịt bò nhiều hơn là ăn thịt nguội, thịt hộp ha. Thịt hộp nó cũng không có được tốt lắm dự sự. Chính nhất là cái suy nghĩ của Mai thôi. Tại vì Mai nghĩ người Việt Nam mình hay thường nghĩ những cái đồ đóng hộp là nó sẽ không có tốt. Nên mình là hướng con mình đến ăn những cái món gọi là tốt cho sức khỏe một chút. Ngân nó hết mì rồi kìa. Sắp được rồi, mì sắp được rồi. Ngon quá ha. Rồi, nghe nó ăn rột mà Mai thiệt sự luôn á. Thấy cũng thấy ngon nữa chứ. Đúng là nhà hàng 5 sao phục vụ. Nấu tại chỗ, phục vụ tại chỗ nè Mina.
Xíu muội chắc là ăn mì nữa không con? Ừ, hết tàu hũ rồi còn đâu nó muốn. Không, spam nữa. Spam nữa hả? Ok. Spam chưa ăn hết nữa mà đầy nữa rồi. Muốn mì nữa không? Còn có miếng này thử thôi. Harry Potter movies where there's some gargoyle keeps feeding them until they get full. Rồi đó. Vậy là xong bữa ăn ngày hôm nay. Cũng rất là nhiều dinh dưỡng ha. Có đầy đủ là thịt hộp nè. What did I say happy for my birthday? Chưa gì hết birthday cái gì? No, sorry I'm so. Giờ nghỉ tới sinh nhật rồi cô chính vậy thấy không? Tôm nè, thịt bò nè, tàu hũ nè. Xong, rồi mẹ tắt bếp nha. Vậy là đủ rồi nha, đủ không? Nước không? Đủ. Nước không? Rất là nhiều nước nè, nước ngon lắm nè. Đây thì nói chị đi. Okay. Rồi, kitchen close là nhà bếp đóng cửa rồi nha. Không có đòi hỏi thêm được gì nữa đâu. Mày nói rồi đó. Vậy là dọn dẹp thôi. Bye bye. Còn Mai nó nói là such a good chef. Mai là đầu bếp giỏi. Nó sẽ cho Mai tiền cò, phải không Ngân? Dạ. Tiền cò đâu? Somewhere. Đó, làm xong dọn dẹp. Đúng kiểu 2-3 chì luôn á. Nấu xong là thực khách ăn là mình cũng dọn dẹp ha. Kể ra làm nhiều như này chắc tía đi ăn sẽ ngon lắm nè. Mai sẽ tranh thủ dọn dẹp luôn. Ăn lẩu thì vừa nhanh mà đồ cũng không nhiều. Hai đứa nhà Mai ăn cũng gọn gàng nên có chút xíu là mình đã dọn dẹp xong rồi. Giờ chỉ chờ chồng Mai xong việc là đi thôi. Chỉ có cái em này là phải rửa tay thôi, không có để vô máy rửa chén được. Giờ hát. Giờ ăn vậy hát. Ngân xong chưa? Ok. Ngân là xong hết rồi đó. Trời ơi, xíu muội cũng không kém đâu cả nhà ơi. Xíu muội cũng ăn sạch trơn, không còn cái gì nữa hết trơn. Hai bạn hôm nay ăn rất là ngon, Mai cũng rất là vui. Nhìn thấy con ăn ngon là mình thấy vui rồi ha. Có như vậy thì mình đi ăn bên ngoài, hai vợ chồng mình đi ăn mà nó không chịu đi thì mình mới an tâm được. Nghĩa là con mình cũng đã no và có một bữa rất là ngon. Mình không có phải áy náy, nhưng mà mình ăn ngon, con mình ăn dở mình áy náy ha. Hay là mình đi ăn đó. Bây giờ hai vợ chồng Mai có thể tự do hẹn hò được rồi. 20 minutes later. Chồng Mai đã đi rửa xe về rồi. Sáng ra là ông xã Mai sẽ đi rửa khoảng 4-5 chiếc xe. How many car you go to the car wash today? 1, 2. 2 chiếc thôi. Sáng nay ông chỉ đi cái. I'll see you tomorrow. But I'll get us too. Ah, okay. Why? I should ask. Okay. Ông đi rửa xe rồi, ông đi đổ xăng. Ông nói ngày hôm nay ông rửa được cái 2 chiếc, ngày mai ông sẽ rửa tiếp. Vì có kế hoạch đi chợ trời nên Mai sẽ mang đôi dép xẹp này để cho nó không bị đau chân ha. Chứ nếu mà mang mấy đôi dép cao nó đau chân lắm. Nói thiệt là điệu điệu vậy thôi chứ còn lớn tuổi thì vẫn lớn rồi nên kiểu gì thì kiểu không có tránh được cái không có tránh được thời gian ha. Nên là Mai bây giờ cũng rất là ít mang giày cao gót. Mỗi lần mà mang giày cao gót á là thấy nó không có được thoải mái, nó đau chân lắm. Nay thì chồng Mai sẽ lấy cái xe này ra đi tại vì để cho nó chạy tập thể dục ha. Cứ để nó lên trên cao riết á là nó ít tập thể dục không được. Đi thôi cả nhà ha. Xin mời mọi người lên đường cùng Mai đi ăn lẩu trước tiên cô chú anh chị ha. À con Mai ăn lẩu rồi thì bây giờ Mai cũng sẽ đi ăn lẩu. Chắc đi cá tổ. Mai tìm được chỗ đậu xe cô chú anh chị ha, tới nơi rồi. Lúc nãy hai cái nón của Mai ha, nó rớt nó bay bay bay, cái bạn kia bạn lượm bây giờ mắc cười quá. Trời gió quá, gió luôn mà. Đây quê. Đâu? Bậy bạ không? Đây, bây giờ hai vợ chồng mình đi bộ. Thảo nói ủa cái váy của em vẫn còn cái màn hả, nó đâu có nó đâu. Wow. Cái nhà hàng này có một cái bức tranh rất là đẹp ha, họ vẽ ngay cái tường của họ luôn. Li Hao Food. Oh, Chinese style. That's not theirs. Oh, that's không a phải. Restaurant. Okay. That's different. Ở cái này khác. Nhìn nắng muốn sản luôn nè cả nhà. Mai ghẹo chồng Mai là dưới đường dính kim cương nè, nó chiếu sáng xuống lấp lánh quá trời luôn. Không có chỗ đậu xe nên hôm nay nhà Mai phải đi bộ hơi xa một chút xíu. Hả? Đây, người ta bán rau củ ở trên xe tải, cô chú chị thấy không? Bán trứng nè, bán rau củ nè. Nhìn vui không?
Chồng mày nói trời ơi sao mà để trứng ở dưới ngoài vậy? Ở ngoài mặt trời vậy, dưới trời nắng vậy không có được nha, nó sẽ bị hư trứng. Người Mỹ họ rất là cẩn thận những cái chuyện ăn uống, thì phải để tủ lạnh mới được. I want to buy the mangosteen here. Chút xíu nữa chắc là mai sẽ đi mua măng cục ở đây, tại vì mọi người nhớ bịch măng cục hôm bữa mày mua 40 mấy đồng mà nó ngon lắm. Ok, ok. Ok, mày đi quá luôn rồi. Mày không để ý luôn. Mày cười quá. Mặc dù quán lẩu này lên đồ khá lâu, nhưng thay vì chọn quán khác thì vợ chồng Mai sẽ đi buổi trưa để vắng người hơn. Nói chung là không có gì hoàn hảo, đồ ngon là mình ưng rồi ha. Lúc nào đi ăn thì Mai cũng là người order. Để xem hôm nay ăn gì đây cả nhà. Mai order cái súp bay cho chồng Mai trước cái đã. Rồi Mai sẽ order cái này. Tôm nè, actual cat nè, cancel, sashimi tôm. Cái này chồng mình sẽ thích nè. Ăn cái này nữa. What do you want to drink, honey? Orange. Sun kiss. Thank you so much. Ôi sao mày không thấy cái nước ngọt, cái nước cam đây. Một, hai. Thực đơn của anh được cái là mặc dù ăn lẩu tất cả, mình có thể ăn cái gì cũng được, nhưng mà mình được gọi cả, có cả sushi, có cả sashimi nè, nên mà rất là thích cái này nữa. Cái này chồng mày thích, cái đậu edamame ha. You want pancakes, scallion pancake? No. Tastes good. You want chicken fry something? No. Okay. So, chồng mày thì sẽ ăn sukiyaki. Không đâu thích cái đó ha. Còn mai thì mày sẽ ăn cái hôm nay. Mày sẽ ăn cái spicy. Medium spicy. Em thực hợp. Chính chị thấy mày order 1 phút 30 giây chuyên nghiệp không? Đi ăn lẩu chuyên nghiệp, người ta order là thay tới là... Ai muốn ăn sushi thì cứ mở ra lấy, không sao hết ha. Mummy roll. Rất là nhiều loại sushi chạy trong đó, nhưng mà mở ra xong đậy nó kín lại, tại vì để nó khỏi cái bị hơi lạnh nó bất mất đi ha. Nó bị nóng thì nó sẽ bị hư sushi. Mấy tưởng kim chi, định lấy kim chi mà không phải. Mà cả nhà uống nước cam. Nước cam này đá người ta làm nhĩ giống như đá bào vậy ha. Làm nhớ hồi nhỏ giống như siro đá bào á, để vô. Đây bạn đã mang mấy món tráng miệng ra nè, cô chính diện đây là tôm sashimi. Đây là seaweed ha, cái chồng ấy thì ăn gỏi. Còn đây là cái đậu edamame, là mời cả nhà ăn tráng miệng trước. Mà rất là thích cái món tôm sashimi này ha. Nó có một lát lá chanh nữa, một lát chanh mỏng, ăn vô nó rất là thơm. Cái vỏ chanh nó thơm, cực kỳ thơm, chua chua nhẹ nhẹ thơm. Thường thì Mai sẽ thích sashimi hơn là sushi, tại vì sushi nó có cơm, nó Mai không thích. Sashimi yellowtail, mời cả nhà. Rồi. Có bào ngư nè, có mussel, có cá, có tôm, có chân cua. Còn đây là cái cái đồ của Mai order. Đó, các anh chị thấy không? Có sách bò, có cổ họng bò. Taro là có khoai môn, tàu hũ, chân cua, mắm mèo. Nè, mời cả nhà. Wow, sôi rồi, bắt đầu Mai sẽ bỏ ba nấm vô. Mà Mai đang muốn là lấy cái gì cô chứ thì biết không? Cái rất là thích cái sốt mà người ta chưa có mang sốt qua cho mình. Hơi buồn nha. Để nấm mèo vô hết luôn. Cô chính chị ăn thử nấm mèo giống như Mai vậy thử coi. Can I have some sauce, please? Dipping sauce. Dipping sauce? Yes. Để hết nấm mèo vô luôn, mọi người ăn thử nấm mèo. Oh yeah, and the tray of the sauce. Yeah, thank you. Hey, can you please put this one away, please? Đây, nước chấm đây rồi.
mà sẽ pha theo tổ tiên mách bảo. Nhân vật chính lên rồi đây, nhìn tươi ngon quá chừng ha. Chỗ này chưa đủ đâu, chút xíu kiểu gì mày cũng phải gọi thêm nữa mới đã. Đây là người bạn đồng hành lúc nào cũng đi ăn chung với Mai hết á. Đồ ăn ngon phải có bạn hiền. Đây mày ăn no rồi cô chú anh chị. Trời ơi, cái nước súp này nó ngon lắm. Mà thường mà Mai ăn nước súp cái này á thì Mai sẽ lấy một chút xíu cái sốt để Mai nêm vô cho súp nó vừa ăn. Húp một mình mà nãy giờ mà húp mà hết nửa cái đó luôn rồi. Bây giờ mình đi thôi. Thiệt hại hôm nay 120 đồng cả hai vợ chồng ha. Cả tiền bo luôn rồi đó. Mua khe đúng không cô chú anh chị? Đi nha. Bữa trước mua được túi măng cụt ngon quá nên Mai sẽ quay lại để xem có không. Cứ nghĩ đến là để thèm quá chừng luôn à. Trái cây ở đây ngon, tươi mà giá cũng rất là ok nha. Video 1. Đây cô chú anh chị, đây vải nè. Vải tươi không? Hả? À hả? 2 pound 10 đồng. 2 pound? Yeah. 5 pound is $5. No. Like, how much per pound? 2 pound 10. 2 pound 10. Like, how about 1 pound? You don't want to sell 1 pound? Okay. À, người ta không cho mình lựa ha. Mua một thau thôi tại vì chồng mang đâu có hết đâu. Xoài ngon quá, 20 đồng một thùng mà tại vì á hả bữa Mai mua một thùng mất tiêu rồi. Mà nó ngon quá à, xoài này ngon nè. Đây măng cụt ở đây 11.99 một bịch đây. À, một thau đây. Mai sẽ mua một bịch nha. Đi vào trong mà xốc ngang này cả nhà. Đông người quá trời đông, Mai phải chen vào trong để thanh toán. Một cái chợ nhỏ mà rất là đông người, của anh chị nhìn cái hàng nè, Mai phải xếp hàng để Mai tính tiền đó. Nhưng mà măng cục ở đây ngon nên mình cũng thấy tháng chịu khó ha. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Trời, ai mà đi vô Chinatown của Philadelphia thì nhớ ghé đây đi chợ nha cô chú anh chị. Mai mua được vải với măng cục. Những cái đồ châu Á ở đây thì đặc trưng rồi ha. Này là của người Hoa nha. Thỉnh thoảng họ có sò huyết sống này nọ rất là đã luôn. Cá sống ở trong bể kìa mọi người nhìn thấy không? Những cái bể đó là cá sống, là tôm sống không đó. Đây là quầy thịt nè, xếp hàng từ bên trên quầy thịt xếp hàng ra tới ngoài kia luôn. Cho mấy chú này, mấy anh này nghỉ bán thịt luôn ha. Mấy cái bạn mà làm tính tiền ở đây là phải luôn tay luôn chân luôn á, tại vì khách đông lắm, liên tục. Bless you. Củ sen rồi ha. Hè. Nghe thấy không, hàng người ta để không có chỗ để, người ta phải để đây luôn. Mấy cô mấy thím nè, đi chợ cà tím nè, đậu mắp nè, thấy đội nón là thấy biết người châu Á mình rồi ha. Chợ xương ống nè, thấy không, để dưới đất nè. Không có chỗ để luôn cô chú anh chị. Cái chợ chút xíu à, tại đây khu Chinatown mà. À, trời ơi, họ lên xuống hàng hóa cũng quá trời luôn ha. Trời, cái chợ này tất bật lắm cô chú anh chị, tại vì nó bán đồ ăn ngon á nên thành ra là rất là nhiều người tới đây mua. Mấy cô mấy chú Trung Quốc ha. Sau một hồi chen lấn thì Mai cũng đã mua được một bịch măng cụt với một bịch vải rồi cô chú anh chị. Bây giờ mình đi về thôi, ăn được món lẩu ngon rồi ha. Mai thôi bây giờ không có đi về mà Mai đi chợ trời thôi, thì Mai cũng tạm biệt các cô chú anh chị đây ha. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong video chợ trời tiếp theo. Treo hoa để bán mà thấy không? Đó. Cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.